Ngày 23 tháng 11 năm 2019, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ một nghi phạm và vận động nghi phạm thứ hai trong vụ cướp tiệm vàng ở địa bàn huyện này ra đầu thú. Danh tính của cả hai người này chưa được tiết lộ. Cảnh sát đang lấy lời khai nghi phạm truy thu số vàng trong vụ cướp. Trước đó, như truyền hình báo Thanh niên đã đưa tin, vào chiều ngày 15 tháng 11, hai nam giới đi trên một chiếc xe máy đến trước tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn 10, ấp Xuân Thới Đông 1, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh rồi dừng lại. Lúc này người ngồi sau tiến vào bên trong tiệm vàng nổ liên tiếp nhiều phát súng để đe dọa, rồi dùng một vật cứng đập tủ kính và lấy đi một số lượng vàng. Sau khi gây án, nghi phạm tháo chạy cùng đồng bọn đã chạy thoát. Nhận tin báo, lực lượng công an đã đến phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu camera an ninh để điều tra truy bắt các nghi phạm.